Ấp Trà Sơn, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn có hơn 100 hộ là người dân tộc Khmer với 452 nhân khẩu. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, điều kiện kinh tế xã hội và diện mạo vùng đồng bào dân tộc nơi đây được nâng lên rõ nét. Từ một ấp có đông hộ nghèo, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc Khmer, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực vươn lên của bà con, đến nay ấp Trà Sơn đã cơ bản không còn hộ Khmer nghèo. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, ấp đã có hơn 10 hộ nghèo là người dân tộc Khmer vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tham gia xuất khẩu lao động, được đào tạo nghề để tạo sinh kế bền vững và được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Nhiều trường hợp không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn có thể hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Điển hình như gia đình chị Thạch Thị Búp Pha, từ không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, này đã vươn lên thoát nghèo, được cất nhà cửa khang trang, làm chủ cơ sở đan đác ghế nhựa, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn ở địa phương. Trước kia là gia đình em hộ nghèo, có nhà nước hỗ trợ cho căn nhà, các nhà hỗ trợ 40 triệu các nhà, rồi sau đó có nhà hỗ trợ thuê vốn 50 triệu để chăn nuôi bò, có số vốn làm ăn. Rồi em có tiền đi mướn đất trồng cam. Rồi từ đó mà gia đình em đến nay cũng thoát nghèo bền vững. Ngoài chính sách về nhà ở, đào tạo nghề để tạo sinh kế, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, ấp Trà Sơn còn được nhà nước quan tâm đầu tư các tuyến đường đan kết hợp với đê bao, đảm bảo việc đi lại lưu thông hàng hóa thuận tiện, dễ dàng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuyến đường đan kênh Trà Sơn, Vĩnh Hậu dài hơn 2.000m, ngang 4m là công trình của ý Đảng, lòng dân. Nhà nước đầu tư kinh phí, nhân dân hiến đất làm đường. Đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Từ mặt đường lộ này thì ở đây dân cũng mà phấn khởi, buôn bán rồi cũng dễ dàng, dân lái không ép giá rồi, mà gia đình tôi cũng mang ơn nhà nước, chính quyền lo quan tâm tới. Con em đi học ở đây cũng được mà ngon lành. Đảng ủy quan tâm về cái vấn đề mà đường xá, rồi bà con thuận lợi trong việc buôn bán, giao thương với những cái thương lái mua bán dễ dàng hơn, là không bị ép giá. Thì từ chỗ đó thì ấp cũng tự tin là sẽ cố gắng để nâng cao ấp nông thôn mới kiểu mẫu, và hướng tới thì chi bộ rồi ban dân ấp thì cũng có kế hoạch, nhất là trong cái công tác mà xóa đói giảm nghèo để mà giảm nghèo bền vững cho cái không có tái nghèo của ấp nữa. Về ấp Trà Sơn, xã Hữu Thành hôm nay mới thấy hết sự đổi thay của vùng đất này. Đó là kết quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung sức chung lòng của nhân dân địa phương để tạo nền tảng cho sự vươn lên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.